Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Online 24 giờ TV. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời với chúng tôi. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh ở phía dưới và chuông thông báo để nhận tin tức mới nhất mỗi ngày. Và ngay bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng đón xem tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Song Hye Kyo và Song Joong Ki ly hôn, dân mạng đào lại lời dự báo hôn nhân năm nào. Ngay trước khi đám cưới cổ tích của Song Joong Ki và Song Hye Kyo diễn ra, cặp đôi đã được dự báo sẽ khó lòng chung sống lâu dài dù yêu nhau say đắm. Mới đây, thông tin Song Joong Ki đệ đơn ly hôn Song Hye Kyo khiến cả châu Á rung động. Từng được xem là cặp đôi vàng của làng giải trí, nhưng cả hai đã nhanh chóng ly hôn sau 1 năm 8 tháng chung sống. Một bộ phận không nhỏ người hâm mộ cảm thấy suy sụp, mất niềm tin vào gia đình nhà người ta. Bên cạnh đó, nhiều netizen lại cho rằng đây là một cái kết đã được dự báo trước. Cụ thể trước đó, từ ngày 5 tháng 7, 2017, trang Naver của Hàn Quốc đăng tải bài viết phân tích nhân tướng học cặp đôi song song sẽ khó lòng chung sống lâu dài. Theo đó, bài viết này phân tích may mắn của Joong Ki khá tốt trong năm 2018, nhưng sự may mắn của anh ấy sẽ rơi thẳng xuống thác nước trong 2019. Số mệnh của anh ấy cực kỳ tệ khi anh ấy quen với một người phụ nữ mạng thủy học mộc. Anh ấy dễ dàng yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên với những người phụ nữ mạng này và đây là một điều hoàn toàn không tốt. Số mệnh của Hyo không có yếu tố hỏa, vì vậy cô cần một người có hỏa trong đời mình. Nhưng Song Joong Ki cũng không có hỏa. Số mệnh của họ không tốt dành cho nhau. Họ sẽ cãi nhau thường xuyên nhưng vẫn yêu nhau say đắm. Vì vậy họ cuối cùng sẽ kết hôn với nhau. Sự may mắn của cả hai đều tốt trong năm 2018, nhưng vấn đề sẽ nảy sinh trong năm 2019. Cả hai sẽ có cuộc sống khó khăn. Họ bắt đầu xa nhau từ năm 2020. Không có cách nào cả hai sẽ ở chung với nhau lâu dài cả. Chỉ là vấn đề thời gian khi nào sẽ ly hôn thôi. Nhìn vào số mệnh của họ, họ thật sự không hợp nhau nhưng vẫn ở cùng nhau. Blogger này còn chia sẻ, tôi không biết cách nào họ có thể đến được với nhau nữa. Số mệnh của Song Joong Ki là sẽ có nhiều phụ nữ thích anh ấy. Và hầu hết họ là những người được nhiều người ngưỡng mộ. Tình yêu mới của cả hai sẽ xuất hiện vào năm 2021. Đoạn chia sẻ này đang được dân mạng Việt Nam đào lại và chia sẻ chóng mặt. Tài sản nghìn tỷ đang lơ lửng trước tin Song Joong Ki và Song Hye Kyo ly hôn. Nếu đàn trai thật sự ngoại tình, ván bài lập tức lật ngửa. Đây có lẽ là năm hạn đối với showbiz Hàn khi liên tục đón nhận tin không vui. Song Joong Ki và Song Hye Kyo ly hôn khiến dư luận châu Á phát sốc. Một câu hỏi đặt ra rằng với tài sản hơn nghìn tỷ đồng của cả hai sẽ được phân chia như thế nào khi ly hôn. Một sáng tỉnh dậy, cặp đôi thế kỷ của làng giải trí châu Á là Song Joong Ki và Song Hye Kyo đã chính thức ly hôn, khiến ai cũng sốc. Tin đồn trục trặc đã có từ lâu, hàng loạt dấu hiệu bị nhận xét là sôi quá mức để đồn đoán về chuyện cặp đôi ly hôn, nhưng không ai dám tin. Thậm chí lời nói gần nhất của Song Joong Ki về cuộc sống hôn nhân vẫn rất tình cảm, khiến ai cũng tin tưởng vào cặp đôi. Cuối cùng họ ly hôn thật. Song Joong Ki đã đệ đơn ly hôn và đưa ra thông báo trước. Sau đó Song Hye Kyo cũng đã lên tiếng xác nhận lý do chia tay là vì sự khác biệt trong tính cách. Song Joong Ki và Song Hye Kyo ly hôn, tài sản nghìn tỷ được phân chia như thế nào? Với động thái đồng lòng như thế này, có khả năng phía hai bên công ty của Song Song đã tiến hành bàn bạc rất cụ thể phản ứng lời thông báo sẽ ra sao. Nhiều người tin rằng cặp đôi trước đó đã ký trước hợp đồng hôn nhân với những điều khoản về chuyện tài sản, phòng ngừa trường hợp xấu như ngày hôm nay xảy ra. Tuy nhiên, truyền thông Trung Quốc cho hay đại diện của hai diễn viên đã nảy sinh bất đồng trong quá trình đàm phán phân chia tài sản. Theo đánh giá của truyền thông Hàn, bộ đôi diễn viên khó phân chia tài sản một cách công bằng và nhanh chóng do tính tăng giảm giá trị đặc thù của bất động sản. Trả lời thắc mắc về phân chia tài sản, luật sư của Song Joong Ki cho biết hai nghệ sĩ đang cố gắng thỏa thuận để không xảy ra bất kỳ sự tranh chấp nào. Theo truyền thông Hàn Quốc trước đó đưa tin, khi cặp Song Joong Ki và Song Hye Kyo kết hôn, tổng tài sản của cả hai lên đến 50 tỷ won, tương đương hơn 1.000 tỷ đồng. Nhưng khi về chung một nhà, giá trị thương mại của cặp đôi tăng lên chóng mặt. Giá trị thương hiệu càng khó mà xác định con số cụ thể. Bất động sản đứng tên chung của cả hai chính là căn biệt thự ở khu Etewon của Seoul trị giá 10 tỷ won, tương đương 8,7 triệu đô la, tương đương gần 200 tỷ đồng. Căn cứ theo pháp luật thì đây có lẽ là tài sản chung duy nhất của cả hai mà thôi, vì những tài sản riêng của họ đều được bảo đảm bởi hợp đồng hôn nhân trước đó. Dù nhập ngũ cũng không hề làm giảm sức hút của Song Joong Ki. Sau khoảng thời gian 2 năm ở quân đội, nam diễn viên vẫn tiếp tục theo đuổi nghiệp diễn, tham gia Hậu Duệ Mặt Trời đóng cặp cùng Song Hye Kyo. Nhân khí của cả hai tăng lên chóng mặt. Cuộc hôn nhân của họ cũng làm bàn đạp giúp sự nghiệp của cả hai phát triển.
Chưa tới 10 năm sau khi debut, tài sản của Song Song Ki lên đến 40 tỷ won, tương đương 800 tỷ đồng. Hai người ly hôn nếu như nguyên nhân là do lỗi của Song Song Ki, Song Hye Kyo có khả năng được quyền nhận một nửa thu nhập của Song Song Ki sau kết hôn, cùng với biệt thự 10 tỷ won kia. Vì vậy, Song Song Ki phải trả nhất 20 tỷ won để ly hôn, tương đương hơn 400 tỷ đồng. Nguyên nhân khiến cuộc hôn nhân này tan vỡ là gì, trở thành chủ đề quan trọng được mọi người quan tâm nhất ở thời điểm hiện tại. Giữa bão ly hôn song song, Hòa Minzy giải nhiệt mạng xã hội với Diễn Văn mừng sinh nhật chồng yêu ngọt xớt. Ngày song song ly hôn và Phạm Băng Băng Lý Thần chia tay cũng chính là sinh nhật bạn trai Hòa Minzy. Nữ ca sĩ đã giải bớt nhiệt trên mạng xã hội với bài đăng mừng tuổi mới chồng yêu hóm hỉnh không kém phần lãng mạn. Tối 27 tháng 6, nữ ca sĩ Hòa Minzy có bài đăng dài trên trang cá nhân để chúc mừng sinh nhật bạn trai thiếu gia Nguyễn Minh Hải. Khi tình yêu đang ở giai đoạn nồng đượm nhất, giọng ca gốc Bắc Ninh không ngại gọi nửa kia là chồng và dành cho anh rất nhiều lời bộc bạch ngọt ngào. Đính kèm bài đăng chúc mừng sinh nhật là khoảnh khắc Hòa Minzy Nguyễn Minh Hải trao nhau nụ hôn say đắm khi thả đèn hoa đăng ở phố cổ Hội An. Nguyên văn bài đăng chúc mừng sinh nhật người tình thiếu gia của Hòa Minzy: chúc mừng sinh nhật chồng yêu, trước đến giờ trong tình yêu, Hòa lúc nào cũng kiểu như đàn ông, không đôi co hay tranh cãi nhiều với người yêu. Sai hay không sai thì cũng xin lỗi cho nhanh, cho yên bình vậy. Vậy mà từ khi gặp bạn Hải, tự dưng lộ ra bao nhiêu cái xấu tính, tự dưng lần đầu tiên yêu mà biết ghen. Ôi trời ơi, ghen lòng ghen lộn, suốt ngày thích nhõng nhẽo, cầu nhà cầu nhau. Suy nghĩ mãi đến giờ mới hiểu được một điều không biết đúng không, là bản thân xưa giờ cứ luôn gồng lên đến mạnh mẽ để bỏ qua mọi thứ chứ chẳng bao giờ nói cho ai biết mình buồn, mình cũng biết đâu. Rồi gặp được bạn Hải, bạn làm mình như được trở về là một cô gái đích thực, chẳng cần mạnh mẽ, muốn khóc thì khóc, muốn cười thì cười, muốn điên thì điên, làm trò gì thì làm, cãi nhau tung tóe hay nhõng nhẽo chuyện trên trời thì bạn Hải vẫn ở đấy. Một ngày nọ biết mình đã rung động với bạn Hải là khi đi quay hình một chương trình có Hải đi cùng. Hải cứ đứng cánh gà mãi vì không có ghế, mình thì quay mãi không xong. Mình nhắn một tin hỏi anh có mệt không, đợi em xíu nhé. Rồi Hải trả lời, anh ở phía sau em, cứ yên tâm làm việc đi. Đấy là mình nhìn ra phía đó thấy hạnh phúc vì lâu lắm mới có người muốn đợi mình. Cứ tưởng là câu nói ấy vào lúc đó là để tán tỉnh mình thôi, nhưng giờ thì Hải vẫn thế đấy, vẫn luôn ở phía sau, để khi nào Hòa mệt mỏi thì dựa vào. Cảm ơn bạn chồng nhé, công việc ngày càng nhiều, trách nhiệm dồn vào càng nhiều, hãy luôn khỏe mạnh để làm được tất cả nhé. Hôm nay sinh nhật nên viết hơi dài đấy, yêu nhau thì cứ yêu, cứ thương hết lòng, đừng sợ ngày mai nó thế nào. Sống là cho cảm xúc hiện tại, lo làm gì nhiều, hạnh phúc là được. Ngay khi đăng tải, bài viết của Hòa Minzy lập tức thu hút sự chú ý của trang mạng xã hội. Tâm tư gửi trao người tình thiếu gia của nữ ca sĩ nhận về 20.000 lượt like, hàng trăm lượt chia sẻ và vô số những lời chúc phúc chỉ sau một giờ. Các fan đều mong thần tượng và nửa kia sớm về chung một nhà. Sau cuộc tình dang dở với Công Phượng, Hòa Minzy tìm được hạnh phúc mới bên thiếu gia Nguyễn Minh Hải. Được biết chàng trai này sinh năm 1987, hiện đang làm tổng giám đốc của một công ty phân bón khá lớn trong khu vực miền Tây, bố của anh là một đại gia có tiếng tại Long An. Thiếu gia con nhà giàu sở hữu ngoại hình được khen trẻ trung hơn so với tuổi thật, rất xứng đôi với Hòa Minzy. Trong tình yêu, Minh Hải tỏ ra là một người luôn luôn thấu hiểu và biết sẻ chia cùng bạn gái, họ thoải mái gọi nhau là vợ chồng trên mạng xã hội. Chồng kém 10 tuổi nhắn Thu Thủy, em cứ làm những điều em thích, nắng gió, gian khó có anh. Không chỉ có Thu Thủy dành lời yêu thương đến bạn trai kém tuổi, mà Kinh Nguyễn cũng chăm sóc bạn đời của mình từng chút một. Khoảnh khắc bạn trai Kinh Nguyễn cầm ô che chở và dành lời yêu thương, nhắn đến Thu Thủy, khiến nhiều người hâm mộ ghen tị với tình yêu này. Sau cuộc tình 17 năm dành cả thanh xuân để yêu rồi chia tay trong tiếc nuối, Thu Thủy quyết định mở lòng khi yêu và nhận lời cầu hôn bạn trai kém 10 tuổi, khiến nhiều người bất ngờ sau một năm hẹn hò. Nữ ca sĩ nhận được rất nhiều lời chúc phúc từ fan hâm mộ. Không chỉ vậy, Thu Thủy cũng tiết lộ cô và con trai được gia đình chồng sắp cưới yêu thương hết mực. Thu Thủy hạnh phúc trong ngày được bạn trai kém tuổi cầu hôn trước sự chứng kiến của nhiều người. Sau màn cầu hôn lãng mạn, cả hai thường xuyên dành cho nhau lời yêu thương ngọt ngào. Mới đây, Kinh Nguyễn đăng ảnh cầm ô che nắng cho Thu Thủy để cô chụp ảnh cùng lời chia sẻ. Người đàn ông khi quyết định đến với một người phụ nữ thì điều muốn được thấy nhất đó chính là nụ cười hạnh phúc của người con gái mình yêu, dù cho thời gian có ngắn hay dài. Nếu là một người đàn ông có bản lĩnh thì phải bằng mọi cách không được biến nụ cười đó thành nước mắt đau khổ. Em cứ làm những điều em thích, nắng gió, gian khó đều có anh. Không chỉ dành lời ngôn tình đến vợ sắp cưới, Kinh Nguyễn còn chia sẻ hình ảnh chứng minh anh sẽ làm tất cả để che chở cho Thu Thủy.
Ngay sau lời chia sẻ của bạn trai kém tuổi chia sẻ trên trang cá nhân, Thu Thủy cũng bình luận gửi lời cảm ơn đến chồng sắp cưới. Nhìn hình thấy thương quá ha, cảm ơn người đàn ông của em. Kinh Nguyễn đáp trả, thương lắm lắm. Hiện tại có thông tin cả hai sẽ tổ chức lễ cưới vào tháng 7, nhưng nhân vật chính vẫn chưa lên tiếng xác nhận. Có thể thấy dù lệch tuổi và đã qua một lần đò, Thu Thủy vẫn giành được tình cảm yêu thương ủng hộ từ gia đình của bạn trai. Đám cưới cặp đôi sẽ diễn ra vào ngày 4 tháng 7 tới đây.